Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bữa sáng rất quan trọng đối với mỗi người vì nó sẽ giúp chúng ta lấy lại những năng lượng đã hao tốn và có đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo được điều kiện thuận lợi khởi động cho một ngày mới, nạp năng lượng trong cả ngày làm việc và học tập. Tuy nhiên, không ít người ăn sáng không đúng cách gây hại đến sức khỏe của mình. Dưới đây là một số điều cần tránh khi ăn sáng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Ăn sáng ngay sau khi thức dậy. Nhiều người có thói quen ăn sáng ngay khi vừa thức dậy. Theo các chuyên gia thì ăn sáng quá sớm không những không có lợi cho cơ thể mà còn ảnh hưởng đến dạ dày. Các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng sau một giấc ngủ dài, hầu hết các cơ quan của cơ thể vẫn lưu lại một phần của bữa ăn tối. Cơ quan tiêu hóa vẫn cần thời gian để xử lý và hấp thụ nốt phần ăn đó. Nếu bạn ăn bữa sáng quá sớm, thức ăn sẽ chất chồng với nhau, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Nếu thức dậy sớm thì tốt nhất nên uống một cốc nước lọc ấm để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể. Sau đó khoảng 20 đến 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn sáng quá muộn. Việc ăn sáng quá muộn không chỉ khiến bạn mất cảm giác ngon miệng vì cơn đói đã đi qua mà còn khiến cho cơ thể không hấp thu được những dưỡng chất có trong thực phẩm, gây rối loạn đồng hồ sinh học trong cơ thể. Tốt nhất nên ăn sáng trước 9 giờ sáng. Ăn vặt thay cho bữa sáng. Bạn không nên dùng đồ ăn vặt như bánh bích quy, sô-cô-la thay cho đồ ăn sáng. Đồ ăn vặt sẽ khiến việc tiêu hóa của cơ thể bị ảnh hưởng bởi buổi sáng cơ thể luôn trong trạng thái thiếu nước, còn đồ ăn vặt lại rất khô. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp năng lượng tạm thời trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh. Ăn nhiều thịt. Nhiều người cho rằng nếu bữa sáng không ăn thịt sẽ dẫn đến bị đói và không cung cấp đủ calo. Nhưng theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới lại khuyên bạn không nên ăn nhiều thịt hay nhiều dầu vào bữa sáng. Bởi những loại thức ăn này chứa nhiều protein và chất béo nên không tốt cho dạ dày vào buổi sáng. Ăn đồ ăn thừa từ hôm trước. Không ít người dùng ăn đồ ăn còn lại tối hôm trước cho bữa sáng để tiết kiệm an toàn. Thực tế, đây là một quan niệm sai lầm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thức ăn không giữ lại giá trị dinh dưỡng toàn vẹn sau thời gian dài lưu trữ. Thậm chí, thức ăn qua đêm có thể sản sinh ra chất độc và vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Ăn trái cây thay cho bữa sáng. Nhiều người có thói quen ăn bữa sáng bằng trái cây, đặc biệt là chị em phụ nữ muốn giảm cân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều này không nên vì trái cây chứa ít protein và calo nên không thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra năng lượng và duy trì sự trao đổi chất bình thường của cơ thể. Ngoài ra, các loại trái cây như quả hồng vàng, cà chua, chuối không thích hợp để ăn khi đói, gây hại cho dạ dày và tiêu hóa. Ăn đồ ăn lạnh. Buổi sáng, cơ bắp, thần kinh và mạch máu của cơ thể đang trong trạng thái co lại. Nếu bạn ăn thực phẩm lạnh, sẽ khiến lưu lượng máu trong cơ thể khó lưu thông. Tình trạng này kéo dài sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí gây táo bón, da trở nên xấu hơn hoặc thậm chí có đờm ở cổ họng. Thay vào đó, nên thưởng thức một tô cháo nóng, bánh mì, ngũ cốc nóng, sữa nóng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin được giới thiệu về bệnh liên cầu khuẩn lợn, cũng như cách phòng bệnh hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.